doanh nhân kiến quốc trước tận tâm tạo nên đẳng cấp. Con đường nhanh nhất đi đến thành công là gì? Để My đưa ra cho bạn một ví dụ để cho bạn dễ hiểu ha. Trong cái thời gian đầu tiên mà học đại học á, My thấy có rất là nhiều bạn ai cũng ham đi làm hết, vừa đi làm vừa đi học, rất là mê cái việc đi làm hơn là đi học, cho nên là bỏ bê cái việc học rồi bị rớt rất là nhiều lớp, rồi phải thi lại. Thay vì học 4 năm để tốt nghiệp thì đến 5 năm, 6 năm mới tốt nghiệp, rồi phải đóng thêm rất là nhiều tiền học phí, tốn thời gian, công sức, tiền bạc, đúng không nè? Ý ở đây My muốn nói với các bạn á, đôi khi chúng ta bị con cá nhỏ ở trước mắt mà lại bỏ những con cá lớn ở phía xa. Nói theo cách dễ hiểu hơn là chúng ta nhìn thấy cái lợi ở trước mắt mà bỏ đi những cái lợi ích lâu dài, thỏa mãn các sung sướng ở hiện tại trước đi, còn chuyện ngày mai tính sau, đúng không nào? Sai lầm. Những cái ví dụ dễ dàng hơn ha, là khi mà có nhiều bạn cần tiền á, nhiều người sẽ chọn cái việc là con đường bán thân thay vì việc đi làm chân chính. Khi mà muốn ốm thì uống thuốc giảm cân thay vì là ăn uống và điều độ tập thể dục nữa. Một ví dụ khó thấy hơn là chúng ta ai cũng muốn là giỏi hơn ở trong một cái mảng nào đó, ví dụ như là coaching, như là ngoại ngữ, nhưng mà hiếm ai có đủ kiên nhẫn để mà xem hết một video 1-2 tiếng để mà học cách hướng dẫn những kỹ năng đó. Chứ đừng nói gì là cái việc bây giờ bỏ ra 5 năm, 10 năm để mà phát triển cái kỹ năng đó cho thật tốt. Đa phần mọi người đều thấy khó là nản, tại vì là không có nhận được cái kết quả ở trong hiện tại liền. Ở đời có một quy luật, nếu như bạn đủ kiên nhẫn, bạn đủ kỷ luật, bỏ ra 5 năm, 10 năm để mà phát triển cái kỹ năng đó cho thật tốt, bạn làm một cái gì đó trong một thời gian dài thì cái quả ngọt bạn sẽ nhận được càng to và thành quả của bạn đạt được sẽ rất là chất lượng luôn. Cái này trong tiếng Anh gọi là delay gratification, trì hoãn cái thỏa mãn ngắn hạn, cái lợi trước mắt, là hy sinh cái thỏa mãn ngày hôm nay để mà cải thiện chất lượng cuộc sống cho ngày mai. Đây là một kỹ năng khó, tại vì ai cũng thích con đường dễ dàng mà. Và một trong những bí kíp thành công ở đời á, là cái delay gratification, nó tồn tại ở trong mọi mặt trong cuộc sống này luôn, cũng giống như là trong cái lĩnh vực sức khỏe ha. Bản thân của My nha, năm 23 tuổi, My bị chẩn đoán là bị viêm khớp nha, mà đây là cái bệnh của người già. Và My cũng đi khám rất là nhiều bác sĩ nổi tiếng giỏi, tất cả đều đưa ra những cái giải pháp như là chích thuốc giảm đau. Những cái phương pháp này thì giảm đau liền, nhưng mà những cái phương pháp này nó chỉ là ngắn hạn thôi. Tại vì khi mà hết thuốc thì chúng ta cần phải bơm thuốc vô nữa, mà thuốc thì nó sẽ có những cái tác dụng phụ và không chữa trị được tận gốc cái vấn đề, cái gốc rễ của sức khỏe của bản thân My luôn. Và sau khi mà My tìm hiểu thì My mới nhận ra là thực ra cái giải pháp cho vấn đề sức khỏe của My là thay đổi cái tư thế đứng, tư thế ngồi, vận động nhiều hơn. Ví dụ như là tập vật lý trị liệu hoặc là yoga. Nhưng mà những cái phương pháp này nó rất là nhiều thời gian, trong nhiều năm, như là 5 năm, 10 năm hay là 20 năm nó mới có kết quả. Nhưng mà để giúp cho cơ thể của chúng ta nó khỏe mạnh hơn về lâu về dài, chứ không phải lạm dụng thuốc. Tất nhiên nhiều bạn sẽ bảo, ủa vậy đi làm rồi đến 10 năm rồi lên đường luôn hả? Không có được hưởng thụ luôn hả? Thứ nhất, nếu như bạn là người hỏi cái câu này thì chắc chắn bạn là một người không có kiên trì. Thứ hai, khi mà My nói đến vấn đề nào thì My cũng nhắc đến cái sự cân bằng trong cuộc sống hết trơn á. Và My cũng học được một cái tư duy rất là hay từ người thầy của My, là quả ngọt mà bạn nhận được sau cái quá trình mà bạn cày bừa không phải là vật chất mà là những kỹ năng bạn phát triển được. Ví dụ nha, nếu như bạn bỏ nhiều thời gian và tiền bạc để mà học tập thì cái thành quả bạn đạt được không phải là những cái sản phẩm hay là cái số tiền mà kiếm được đâu, mà là những kiến thức, những kỹ năng bạn kiếm được qua cái quá trình đó. Nếu ngày mai cái sản phẩm hay là cái công ty của bạn biến mất khỏi hành tinh này thì bạn vẫn có thể dùng kiến thức đó để tạo ra một cái sản phẩm khác. Tương tự, khi bạn ăn kiêng, bạn tập luyện thì quả ngọt của bạn không chỉ là cái thân hình đẹp mà những cái kỹ năng sống khỏe cho bản thân của bạn và cho người thân của bạn nữa. Khi mà bạn thay đổi cách nhìn nhận vấn đề thì người ta gọi đó là xích cái mindset của bạn lại ha, thì bạn sẽ thấy cái hành trình đi tới thành công của bạn nó ít đau khổ hơn, và bạn sẽ tận hưởng cái mà bạn đang làm hơn, thay vì là bạn chỉ tập trung vào cái đích đến và thấy trời ơi con đường sao mà nó xa quá, thì bạn sẽ hiểu được những cái bước đi hiện tại đều có những cái giá trị riêng ha, thì bạn sẽ thấy được cái cuộc sống này nó rất là trọn vẹn luôn. Vậy thì bạn có muốn cái con đường đi đến thành công của bạn dễ dàng hơn không? Nếu như bạn thật sự muốn thì hãy liên hệ với My nha.